Thất bại không? Cái đó này thì cũng bại. Quá thất bại. Gia đình anh có khuyên anh là bắt vợ hoặc phải cho vợ đi làm công ty không? Hoặc phải Nói kiếm chung vợ công việc cho vợ không? ở đó thì tại vì gia đình thì cũng để cho con tự Không, nhưng lập có rồi, khuyên anh bây giờ, anh các anh em của anh có ngồi lại để khuyên anh một mình anh bây giờ không? giờ cũng không. Anh em anh không khuyên anh à? Thì Sao nó tự mình không nhận biết là phải cho vợ đi làm việc để vợ có công việc? nhìn thấy vợ đi làm thấy cũng tội nghiệp rồi. Ôi giời ơi, gái đã có chồng rồi mà lại còn mấy chồng lên nay mà ăn chơi cờ bạc lên nay. Vợ anh chơi cái món cờ bạc gì, đá gà hay gì? Số đề với đá gà mạng. Ôi giời ơi, lại số đề lại lô đề. Anh có biết chơi đề không? Dạ không, Sao mà không bảo vợ dạy cho vài chiêu? Hai vợ chồng là cũng ông chơi bạn chơi, ông ăn trả thì bạn làm chứ. Mình chơi tại chung mình luôn. nghĩ cuộc sống mà khó khăn mà tại mình đi làm kiếm tiền rồi Thế bây giờ là anh đã có kế hoạch để trả tiền cái số tiền cho vợ chưa? thì chiếu lên đây chiếu là muốn hai chồng mình đi làm mốt trả từ từ cho người ta. Giả đồ hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, từ đầu năm đến giờ phút này anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói là ghi nhận rất nhiều các anh trai hoặc các em trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Rất nhiều các chị gái hoặc các em gái đến giờ phút này đã quay trở về cùng gia đình. Còn đặc biệt là còn một số trường hợp khác thì quyết định đi không có ngày trở về. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một anh trai hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa. Về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm vợ. Nhưng mà cái câu chuyện là tìm vợ thì nó là một cái đề tài muôn thuở. Mỗi một gia đình là một cái câu chuyện khác nhau. Đây một cái câu chuyện phải nói là hết sức ly kỳ. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Rồi xin chào anh trai nhé. Anh cho biết là anh họ tên là gì? Dạ, họ tên là Trần Văn Phương em. Trần Văn Phương em. Ồ, nhà mình được mấy anh em anh? Dạ, được 7. Ồ, bảy là anh còn Phương Anh đấy hả? Dạ. Ồ đấy, nghe Phương em là còn Phương Anh rồi. Mình liên tưởng là còn Phương Anh. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, 45 tuổi. 45 tuổi. 45 tuổi, sinh năm mấy anh? Năm 1979. 79, con dê. Dê là dê núi rồi. Rồi anh cho hỏi là anh nguyên quán ở đâu? Ở chợ mới An Giang. Mình nói chuyện to được không? Ở chợ mới An Giang. An Giang hả? Ồ. Mình hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai vậy? Dạ, tìm vợ. Anh cho biết là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Dạ, Lý Thị Loan. Lý Thị Loan. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, 40 tuổi. 40 tuổi em. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Dạ, Vợ anh nguyên quán ở đâu? nguyên quán cũng ở chợ mới An Giang. Ồ, hai gia đình có gần nhà nhau không? Dạ, gần nhà. Thời xưa là mình quen nhau lâu không anh? Quen nhau cũng mấy tháng. Mấy tháng hả? Ồ. Anh được mấy người con rồi? Dạ, được một. Trai gái anh? Gái. Gái anh nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Sao con gái giờ 10 tuổi? Ồ, vậy là bao nhiêu tuổi anh mới lấy vợ? 37. Ôi giời ơi. Lấy vợ trễ vậy hả? Thế còn vợ anh trước có chồng chưa? Vợ chứ có chồng rồi mà thôi, chồng rồi mới kết hôn lại Thế với anh trước đây đã từng có vợ chưa? chưa. Anh là trai tân. Ôi giời ơi. Vợ anh trước có mấy người con rồi? Dạ, một. Cũng một con. Trai gái. Dạ, trai. Con trai của con riêng của vợ anh năm nay nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi. Ôi giời ơi. Đang sống với anh à? Dạ, đang sống ở cùng nhà. Cùng nhà luôn. Gọi là anh là cha dượng ha. Con riêng của anh có thương anh không? Con riêng của vợ? Cũng đối xử bình thường vậy. Vậy là nhà đó là nhà của anh mua hay anh làm hay là hai vợ Không, chồng cái tự làm đi? nhà hai chồng thì ở nhà của nhỏ em nó cắt cho ở. Em ruột của anh. Em vợ. À bên vợ. Thế mình trước đây có nhà không anh? Anh cũng có nhà với cũng có nhà kế bên đó, Sao mình không nhưng ở mà nhà của mình? tại vợ nó không thích ở nhà ở dưới rồi nó kêu lên nhà nó ở. Ồ, hai nhà có gần nhau anh? Gần cách nhau mấy trăm mét. Mấy trăm mét thì mình sang nhà mình ở mắc ở bên đấy chị ấy. Nó không thích ở dưới. Ồ, không thích nhà lấy mình nhà phải thích chứ, phải chấp nhận chứ. Ồ. Vậy trước anh quen vợ anh ở đâu vậy? Cũng ở nhà luôn, đi tới lui gặp quen. Khi khi mà anh cái thời thời trẻ đấy mà đến khi mà anh bắt đầu lấy vợ ấy, cách đây hơn 10 năm về trước ấy, mình quen vợ lúc mà mình mới có biết là vợ có con riêng được Dạ biết. không? Anh vẫn đồng ý luôn hả? Gia đình anh có đồng ý không? Gia đình lúc đầu thì cũng không đồng ý gì mấy, nhưng mà cuối cùng cũng tại vì đi thì cha mẹ ai mà thì con thương đâu thì cưới đó vậy. Mới đầu là gia đình chắc nghe cũng hơi hơi sốc đúng không? Em Dạ. nhìn anh có vẻ là cũng rất đẹp trai, tướng mạo dung nhan còn là ok đấy, phong độ. Mà lấy vợ thế này thì chắc nghe gia đình đầu tiên là chắc nghe cũng không không hài lòng ha.
Mình có thuyết phục gia đình lâu không? Dạ cũng nói sơ sơ rồi cha mẹ nó cũng đồng ý. Đồng ý luôn hả? Dạ. Các anh em anh có cản không? Dạ không. Không cản hả? Hôm ấy có cưới không anh? Có, tổ chức đám cưới. Cưới lớn không? Dạ cũng vừa vừa. Hai ba chục bàn không? Dạ cũng mười mấy bàn. Ồ, vậy là cũng vui ha. Vậy mình đăng ký kết hôn chưa anh? Dạ có. Có luôn hả? Mình đã làm đầy đủ thủ tục ha. Dạ. Trước cái thời điểm vợ anh bỏ đi là hai vợ chồng anh sống ở đâu? Sống ở phường Tân Hiệp, phường Đông, ở Tân Hiệp Bình Dương. Anh về Bình Dương lâu chưa? Dạ em lên đây cũng được 5 tháng. Thế còn trước đây? Dạ, trước đây ở dưới quê. Quê là ở An Giang hả? Quê ở hai vợ chồng. Dạ. Anh và vợ làm công việc gì? Làm công ty, lên đây làm công ty gỗ. Ở quê mình đang làm việc có được không mà lại chuyển về? Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Chuyển vùng quê thì vợ không có làm. Ở nhà không vậy? Nhà, cơm nước này kia. Ôi trời, cơm nước nấu liêu cơm mà, con thì lớn rồi. Dạ. Con trai riêng của vợ anh ấy làm, hàng tháng có đưa tiền cho phụ giúp gia đình không? Dạ không. Giữ riêng. Vậy là mình phải nuôi chung ăn. Cả con mình lẫn con riêng của vợ. Thế là cuộc sống phải nói là đắng cay. Vợ anh ấy có hiền không anh? Dạ cũng hiền. Anh nói chuyện lớn tiếng được không? Dạ cũng hiền. Hiền. Anh và vợ có bao giờ gây lộn hoặc cãi lộn với nhau bao giờ không? Dạ cũng có, thường cãi nhau không ạ? Thường cãi nhau, xung khắc hả? Dạ. Khắc khẩu đúng không? Thì không hợp nhau hả? Sao trước này mình không tìm hiểu anh? Cũng có tìm hiểu nhưng mà chưa hết. Lúc trước thì cũng... Lúc trước nó ngon ngọt hơn. Dạ. Bây giờ sống với nhau lâu rồi nó thành cuộc tình nó tình yêu nó nhạt phai đi ha. Mình có thương vợ không anh? Dạ có. Anh đi làm tháng được nhiêu tiền anh? Trên này ở dưới quê. Ở quê anh? Quê tháng được 7 triệu. Mình đưa hết cho vợ không? Dạ cũng còn giữ lại 500 triệu để bỏ túi tới lui ăn uống. Cà phê cà pháo ha? Dạ. Mình mỗi lần đưa tiền cho vợ thì vợ có than vãn là nhiều hay ít gì không? Dạ không. Hai vợ chồng anh trước đây cùng với con riêng của vợ và cùng với con gái của anh sống ở tại quê, An Giang. Dạ. Vợ anh đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Anh có thấy vợ anh nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó? Cũng có nhưng mà mình không biết ai rồi lại gặp với nó xóa hết. Mình gặp là vợ xóa hết rồi. Dạ. Anh thấy có nghi ngờ gì mà tại sao mà nếu mà cái cuộc trò chuyện bình thường làm sao mà cứ gặp phải xóa gặp xóa? Thì cũng nghi ngờ. Vợ anh là hoàn toàn không đi làm gì, ở nhà chỉ có nấu liêu cơm. Ở dưới quê chỉ có nấu cơm. Không làm gì hết. Sao anh không cho đi làm? Hay là anh thương vợ? Anh thương vợ với phần công việc ở dưới quê nó làm cũng không được. Không được, cho vợ làm công ty. Lúc trước mà trước sinh con mới cưới thì cũng có nấu buôn bán quán đồ ăn đó. Rồi sinh con xong rồi nghỉ buôn bán luôn. Sao mình không cho vợ đi làm công ty? Chung luôn, hai vợ chồng? Ở dưới quê đó không có công ty. Em chỉ làm công ty của thằng em ớt á. Cho vợ đi phụ được đồng nào hay đồng đó? Công ty đó chứ Nam. Vậy cũng khó. Rồi hai vợ chồng anh quyết định rời quê nhà. Dạ. Để lên thành phố làm lâu chưa? Dạ, cũng được 5 tháng. Hai vợ chồng lên đó là có đem con đi không? Dạ không. Hai vợ chồng đi không? Dạ. Hai vợ chồng hả? Ở trọ anh? Ở trọ. Hai vợ chồng anh hiện nay là cái công việc ổn định chưa? Nói chung là em thì công việc ổn định rồi mà vợ thì... Thì mới xin nghỉ hết công ty rồi cái bỏ đi luôn. Là vợ anh và anh hai vợ chồng quyết định lên thành phố là lên Bình Dương để làm việc. Dạ. Xin chung công ty hay khác công ty? Khác công ty. Cách xa không anh? Cũng cả chục cây. Hai người đi mỗi người một xe. Dạ. Vợ thì đi chung với thằng cháu. Cháu vợ hay cháu anh? Cháu bên vợ. Vậy hai vợ chồng làm tại việc tại Bình Dương lâu chưa anh? Dạ được cũng 5 tháng. Năm tháng. Trong 5 tháng vừa qua thì anh thấy cái tính tình của vợ có thay đổi không? Từ khi lên thành phố. Thấy cũng... Nhạt hơn không? Dạ.
Nhạt nhiều không? Thấy cũng cũng nhạt nhạt nhưng không Nhạt nhiều nhạt. rồi. Dạ Tối về là vợ anh về trước hay anh về trước? dạ anh đi trước Mình nấu cơm hay vợ nấu cơm? thì bữa nào thì cũng nấu cơm, còn mấy thì mua đồ ăn ngoài vậy ăn. Họ chồng ăn à. Mình sống với nhau là vợ về có chia sẻ cái cuộc sống công việc không? Thì cũng nói chuyện qua lại bình thường. Anh thấy cái tình cảm mà vợ là không có mặn mà giống trước hả? Dạ Tối là ai ngủ trước? tối thì anh ngủ trước. Thường Dạ thường là anh ngủ khuya không? cũng 1-2 giờ Ôi, ngủ khuya vậy, sáng sau sao làm việc? quen Thế còn là vợ anh là tiên sáng mới ngủ. 2-3 giờ sáng Ôi giời ơi. Mà sáng mai mấy giờ là vợ dậy? sáng anh 7 giờ đi làm, ngủ tới trưa 11-12 giờ lúc dậy mua đồ ăn ăn Vợ đi hả? làm. Thế vợ không làm gì? Cũng đi làm công ty mà 1-2 giờ trưa mới đi làm, Làm đi ca à? làm ca. Ôi giời ơi, tôi chết rồi. Thế giờ biết vỡ lẽ rồi. Vậy là vợ anh làm ca. Ca đêm hả? Sao vợ anh không làm ca ngày mà làm ca đêm không à? Ca công ty nó sắp á, là ca từ 2 giờ Thế vợ đến anh từ khi lên Bình Dương toàn làm ca không à? 2 giờ đến 10 giờ đêm. Vợ anh xin như vậy hay là công ty bắt buộc Công ép vậy nhỉ? ty bắt buộc phải Có đổi ca không anh? Hay là không một mạch một là từ 12 giờ đêm đến sáng? À không đến có, trưa hôm sau? từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Ừ, ngày nào cũng vậy. Ôi giời ơi. Thế hỏng rồi, vợ anh là bấm điện thoại liên tục không? Thì lúc trước cũng có xài cái điện thoại hư, cái nghỉ xài về thì chiếu tối thì mượn điện thoại chiếu bấm Mận hả anh, bấm chơi gì vậy? coi TikTok rồi Facebook rồi này nọ. Vợ anh có gọi điện hoặc nhắn tin cho ai đó, anh thấy không? Cái điện thoại của anh thì không có, Thế không còn biết có vô công ty có mượn điện thoại ai mình không biết. đến giờ phút này là vợ bỏ đi luôn rồi. Có tối bữa 19 tây á, sáng 20 tây á, hai chồng cũng có cãi nhau vài tiếng, rồi sáng rồi cũng đi làm bình thường vậy đó, rồi chiều về cái tính điện hỏi chiều nay ăn gì, ăn mua dầu gì ăn đó, rồi con cháu nói điện cho con cháu chứ không có điện gặp được nó tại không xài điện thoại. Con cháu nói và năm bà đi xuống Mỹ Ông Cù xuống nhà Quốc Minh chơi giờ, rồi anh mới điện cho thằng em nó không có xuống đây, giờ lẽ ra thì đi về, chạy về thì mới hỏi chủ nhà trọ, thì chỗ cái bên nói là mượn điện thoại điện gấp đi đâu rồi Ôi trời xách ơi. đồ đi. Không rồi. Khổ nhỉ. Anh thấy đắng cay không? Vợ anh đi đến giờ phút mấy ngày rồi anh? Được 6 ngày 6 ngày. Vợ là có đem theo tiền bạc vàng bạc gì không? cũng không, chung chung trong tài khoản thì cũng lãnh tiền của công ty cũng còn được 1-2 triệu trong tài khoản. Vợ anh có đeo vàng không? Dạ không. Không vàng, không bạc. Tính tuổi là năm nay là mà vợ anh sinh năm 85 đúng không? 39 tuổi. Tính tuổi là năm nay 39 chứ không phải 40 đâu. Từ trước giờ hai vợ chồng anh sống với nhau là anh đánh vợ bao nhiêu lần rồi? Có đánh không? Giờ không, chỉ có một lần một duy nhất. Tại sao anh đánh vợ? Nói chung là cự cãi qua lại rồi có đánh vợ một lần. Lỗi là lỗi lớn nhất là tại sao mà mình không có kiềm chế được? Tại trong lúc nóng giận quá có đánh một lần rồi, rồi anh cũng nói là từ đi đây chứ sao nó không giờ đánh vợ nữa. Mình có nhậu nhẹt say xỉn bao giờ không anh? Nhậu thì có nhậu nhưng mà không có say xỉn, nhậu Mình có vừa. bao giờ có rượu về nhà mình kiếm chuyện không? Dạ không. Vợ anh có bao giờ than là cuộc sống khó khăn hoặc là không có tiền hoặc là tôi sẽ bỏ anh hoặc là tôi sẽ đi làm ăn xa không? Có bao giờ vợ nói chuyện như vậy không? Cũng có nói, nói chung là tại vì vợ anh cũng có máu cờ bạc đó, Ui giời. rồi chơi bời chứ mà thiếu nợ mới đi lên Thiếu đây nhiều không? cũng 400-500 triệu. Ui giời ơi, cha mẹ ơi, công ty mà thiếu 400 triệu. Ôi trời ơi là trời đất ơi. 400-500 triệu anh thấy ở quê lớn hay nhỏ? Phải là vô cùng lớn anh. 400-500 triệu ở quê này em nói thật mẹ nhà nói không phải là một coi thường ai hết. 400-500 triệu ở quê phải mua 4-5 căn nhà. Bởi nhiều người về đây người ta chia sẻ là bán cả căn nhà cả đất được mấy chục triệu. Mà 400-500 triệu rất lớn. Đối với một gia đình thuần lông rồi nhỉ. Vậy là vợ anh ở quê là chủ yếu ăn chơi. Đúng không? Ăn chơi rồi cơm nước nhà vậy Thì thôi. đó gọi là nấu cơm, dàn nhàn quá mà rảnh quá. Thế là anh thấy là bây giờ anh hối hận là cái cuộc là anh để cho vợ mình chiều vợ để cho vợ ở nhà nấu cơm. Như vậy là mình chiều như vậy là đúng chưa? Thất bại không? Cái đó này thì cũng bài. Quá thất bại. Gia đình anh có khuyên anh là bắt vợ hoặc phải cho vợ đi làm công ty không?
Học phải Nói kiếm chung vợ công việc cho vợ không? ở đó thì tại vì gia đình thì cũng để cho con tự Không như có lo, khuyên anh bây giờ, anh các anh em của anh có ngồi lại để khuyên anh một mình anh bây giờ không? thì cũng không Anh em anh không khuyên anh à? nhưng Sao tự mà mình không nhận biết là phải cho vợ đi làm việc để vợ có công việc? nhìn thấy vợ đi làm thấy cũng tội nghiệp rồi. Ôi giời ơi, gái đã có chồng rồi mà lại còn mấy chồng lên nay mà ăn chơi cờ bạc lên nay. Vợ anh chơi cái món cờ bạc gì, đá gà hay gì? Số đề với đá gà mạng Ui giời ơi, lại số đề lại lô đề, anh có biết chơi đề không? dạ không, Sao không bảo cũng vợ dạy cho vài có chiêu, hai vợ chồng nhưng là ông chơi cũng bạn chơi, ông ăn trả thì bạn làm chứ, mình chơi tại chung luôn. nghĩ cuộc sống khó khăn mà tại mình đi làm kiếm tiền rồi Thế bây giờ là anh đã có kế hoạch để trả tiền cái số tiền cho vợ chưa? thì chiếu lên đây chiếu là muốn hai chồng bên đây làm rồi mốt trả từ từ cho người ta. 400-500 triệu mà tháng được mấy triệu trả không lỗi đâu anh, lâu lắm. Vợ anh là thua nhiều nhất một đêm bao nhiêu tiền hoặc một ngày bao nhiêu tiền? Cũng không có biết nhiều Nhưng vợ anh chuyện khai với anh sao anh biết? nó không có khai bởi mình không có biết được á, Thế sao ai đến nhà đòi tiền mà anh biết? về sau này bể đi là biết mượn vòng vòng ở sớm á, mượn nói chung mượn tiền góp tiền tháng này nọ. Giời ơi, gia đình vợ anh biết hết chưa? Dạ biết, Con tại riêng của vì vợ anh có biết nó là mẹ của nó là đánh bài bạc không? dạ biết rồi, nó mượn cái sổ đất á, bằng khoáng đất á Quái. của ông già vợ, Ôi giời rồi ơi. nó đi vay nhà nước, ổng cũng vay cho nó lúc đầu thì cũng cho để làm ăn rồi kia đó, Tưởng nó rồi làm nó ăn đúng không? dạ rồi Vay nó nhiều không anh? đi vay 300 triệu. Ôi giời ơi, học nói. Thế là ông già vợ mất đất rồi, hên cho anh đấy. Là mất đất ông già vợ, mất đất của mình thì xong luôn. Con gái anh còn học không? Chưa còn À, lớp mấy đấy anh? lớp 3 Con gái anh có buồn không? nó thấy còn nhỏ vô tư nó Có cũng chưa biết không? biết Không biết gì gì hả? chứ Trước này nhảy vợ ấy, là anh có tìm hiểu là vợ tại sao bỏ chồng, hoặc tại sao chồng bỏ vợ, hoặc là tại sao ly hôn, có hoặc tại sao tìm chia tay không? hiểu nhưng nói chung là cũng có nói là chung hai chồng á là ở bên chồng mà không có được thuận hòa với ông già chồng ngoại chồng gì đó, rồi tự động cái cự Đi luôn. lộn cái thôi ra luôn. Anh có tin được không? Dạ không tin, Anh có hỏi hàng xóm không? dạ không. Càng này. Em thấy có nhiều điều sai sai. Vợ anh còn nhiều điều khuất tất trong câu chuyện này anh ạ. Ai là người ngỏ ý hoặc là lên tiếng đề bạt để bỏ quê lên thành phố làm việc? Là vợ Vợ. mà vợ thì nó nói chịu là cho nó đi, lúc đầu nó đòi đi mình lên rồi Ồ. rồi anh cũng Anh làm ở cố tình dưới theo đúng không? à, Đấy, nói em biết mà. Thế này bây giờ này này, em nói thật với anh câu chuyện này này. Nhưng mà bây giờ em hỏi lại anh một câu này, anh muốn tìm vợ anh về để làm gì? chung là tại thương vợ quá mình muốn tìm vợ về mà Nếu kiếm không có lắm, vợ này anh có tìm được vợ khác không? chung thì cũng không đâu, Tại sao? cũng không có tìm được vợ khác, Sao vợ anh lại nhiều chồng mà anh lại không tìm được vợ khác? tại anh không thích gì, thì thấy cảm giác mà sống Anh không chung với thích thì nhau đúng, anh buồn không thích trời chia nó tay là đau đúng lòng rồi. quá. Đây là bản chất của từng người anh ạ. Có người thì thích vô biên cương, thích vô bờ bến, thích vô tài vạ và thích liên tục. Nhưng có người thì không thích và không thèm. Cũng như trong câu chuyện này hai vợ chồng anh đã trái ngược nhau rồi. Ở đây em phân tích cho anh để có thể là anh về anh suy nghĩ và anh hiểu thêm. Nếu mà anh mà thích khác thì vợ anh vậy thì anh cứ để cho vợ anh đi, rồi anh cũng không tìm làm gì. Một khi một người phụ nữ mà đã có máu ăn chơi cờ bạc, đặc biệt là trai gái, đàn ông đã không chấp nhận nó là đàn bà anh ạ. Mà nếu tin anh cố tình níu kéo đến khi mà trả, có thể là anh cố gắng cắm cụi nhịn ăn nhịn mặc, có thể là sáng sôi không có mà ăn anh ạ, nhịn đói nhịn khát thương vợ để kiếm tiền trả lại cho vợ. Bởi vì đây là vợ anh chịu chứ anh không chịu, vợ anh vay mà anh đâu có vay đâu. Nếu như vợ anh vay về xài chung thì anh phải có trách nhiệm đúng không? Nhưng mà đây anh thương vợ, vợ vay tiền đánh bài bạc lô đề đá gà đá vịt trên mạng internet là vợ anh phải là người chịu trách nhiệm. Nhưng đây là vì cuộc sống, vì vợ chồng, anh cố gắng đúng không để đi theo chân vợ để làm phụ trả tiền cho vợ. Nhưng một ngày nào đó mà anh trả hết hoặc là gì đó mà vợ anh tiếp tục chơi nữa, mà vợ anh bỏ anh đi theo người khác, anh nhìn thấy đến lúc mà anh khổ hơn, đến lúc mà anh 60 tuổi rồi chứ không phải 45 tuổi giống giờ đâu anh. 60 tuổi là tóc bạc rồi, răng rụng rồi, đi niệu khiệu rồi. Đến lúc mà anh có gượng, anh có cố lại,
anh không giải quyết được gì. Ở đây là các anh em đây không có khuyên anh bỏ vợ anh ạ, nhưng mà tư vấn để có thể anh hiểu thêm trong cuộc sống hiện nay là anh em đã từng gặp rất nhiều. Một ngày nào đó bây giờ đây anh cố tình anh đưa vợ về mà vợ anh sống với anh nó thực sự chẳng có tình cảm, đúng không? Mà hàng ngày mình vẫn phải nhịn để sống với vợ thương, nhịn mà là có bao nhiêu gom góp hết đến khi cái lịch không có mà đeo rồi. Em đã từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện, rất nhiều anh trai về đây cái quần sọt không có mặc, quần rách dưới, hàng xóm xin cho, hàng xóm cho mấy cái quần bầu của những người khác ấy. Bởi vì hết quần này, mặc đỡ, túm đỡ, khó lắm anh. Đây là em nói thật, chân tình với anh. Có rất nhiều người, người ta phát hiện được, người ta thấy được là nó nói thật luôn, không tha. Nhưng mà anh, em thấy anh còn rất nhiều điều bí ẩn và bí mật, nhưng anh vẫn tha thứ cho vợ. Còn nhiều điều anh chưa lên tiếng ở đây, nhưng mà em biết trong câu chuyện này là có thể là vợ anh có rất nhiều tình cảm với người khác lâu rồi, chứ không phải vợ anh đánh bài không đâu. Mà không phải vợ anh mục đích chính là lên thành phố một mình đâu, nhưng ở đây anh cố tình anh đi theo. Đúng ra là vợ anh lên đây để đi với người khác, theo em nghĩ như vậy đó. Anh nghĩ có đúng không? Ừ. Đó, em nhìn cái cách anh nói chuyện này em biết. Ở đây là em không áp đặt cho bất kể ai, nhưng mà em khuyên anh mình hãy sáng suốt anh ạ. Đàn ông mà thì thương vợ thương con nó có điều bình thường, nhưng mà bây giờ thì vợ như thế này thì mình phải suy nghĩ lại, đặc biệt là con của anh. Bởi vì vợ của anh đã bỏ này thì chắc chắn là không nuôi con đâu anh ạ, đúng không? Mà vợ anh cái khả năng bây giờ làm trả nợ này thì nếu một cuộc đời con người ta mà thuần lông mà làm công ty ấy, để trả được 400-500 triệu thì em nghĩ là khó anh ạ. Từ già phải làm ăn gì cái đó mới trả được. Còn bây giờ một tháng được 5-7 triệu mà ăn uống sinh hoạt này hết rồi, tiền nuôi con không có nên tiền đâu mà trả nợ. Bây giờ anh phải về ổn định tư tưởng mà tiếp tục cuộc sống, mà tiếp tục công việc anh phải lo cho con. Chứ bây giờ vợ đã bỏ rồi thì bây giờ không lẽ là mình lại bỏ luôn, tội con đúng không? Một đứa trẻ thực sự là vô tội, chúng nó không biết gì hết, đúng không? Gia đình vợ anh có khuyên như vậy không? Dạ cũng có khuyên. Khuyên mà sao mình không thực hiện hoặc là mình chưa thực hiện? Tại nói chung muốn bỏ lắm mà bỏ không được. Muốn bỏ lắm bỏ không được. Chẳng có gì không được. Không có gì khó anh ạ. Chỉ sợ mình không bản lĩnh. Ở gia đình anh ấy là 7 anh em đúng không? Gia đình anh là trong gia đình hoặc dòng họ hoặc các bạn của anh đánh giá anh là con người hiền hay không hiền? Nói chung là nói anh hiền. Hôm nay là anh đến đây anh nói chuyện nhỏ và nói chuyện ít hay là ở ngoài đời anh vẫn nói chuyện như vậy? Ngoài đời cũng vậy, vô công ty anh cũng ít nói. Ờ, anh là thuộc con người ít nói chuyện ha. Vậy mới mất vợ anh ạ. Hiền mới như vậy. Còn người đàn ông người ta không có giữ, nhưng mà người ta phát hiện được, người ta thấy được những cái sai sai là người ta phải có cách anh ạ. Thiếu gì phụ nữ đẹp đâu mà, những người tốt đẹp không thiếu anh ạ. Những người phụ nữ đảm đang và giỏi, chịu thương chịu khó, không bài bạc, không thiếu, vô biên cương. Anh vô vơ tay nào cũng có, nếu như anh thực sự anh chịu khó. Nhưng mà đây là anh nói thật chưa chứ, bởi vì em thấy là nhiều khi là anh cũng nhậu nhẹt bê tha, anh đánh vợ nhiều lần thì vợ chán, vợ bỏ đi với người khác thì khác. Không có. Hoàn toàn không có. Yeah. Một người đàn ông mà chấp nhận là thương mà chưa vợ hoặc là trai tân ấy, mà lấy người con gái mà đã từng có chồng. Này em thấy là bản lĩnh á. Nhưng mà còn cái bản lĩnh này là anh chưa có thực hiện được. Đúng không? Nói chung là ông già bà vợ với bên vợ ai cũng thương. Ừ. Thương là thấy như hiền. Anh chịu khó. Anh ạ. Nhưng mà còn tất cả là phải do mình. Tự mình phải tạo dựng ra và tự mình phải lựa chọn. Anh ạ. Không ai giúp mình được. Ở đây anh em sẽ có trách nhiệm tìm vợ cho anh. Còn gặp được vợ anh có về hay không là do vợ anh. Anh ạ. Chiếu là anh chiếu là gặp được vợ thôi. Ừ. Đó, đến lúc gặp mà vợ anh thì sống với người khác nữa thì cũng thôi thì cũng về thôi chứ làm gì. Dạ. Khó lắm đúng không ạ? Mình không nên manh động anh nhé. Gặp chiếu nói chuyện rồi. Nếu gặp vợ anh mà bây giờ sống với người khác, tìm ra anh sẽ nói câu gì? Thì anh nói thì cũng nói ở vợ ơi, chung là lúc trước thì gia đình khổ nên làm, thì có gì thì về với anh đi rồi mình cố gắng rồi làm kiếm tiền trả nợ cho người ta, mình nuôi con cái nữa, mình họ sợ con sau này lớn lên khổ. Em hỏi một câu chuyện tế nhị này, trong thời gian hai vợ chồng sống tại Bình Dương
từ quê nhà lên thành phố thì thành lên Bình Dương để làm việc. Mục đích chính là đi với vợ để làm việc để lấy tiền trả nợ các bạn. Hai vợ chồng anh mà làm trung bình một tháng là nhiêu tiền? Chung hai chồng làm trung bình tháng cũng 16 17 triệu. Vợ giữ hết. Rồi lên đây lúc đầu thì nói chung là cũng rể trả nhà trọ này kia đó, còn vợ thì cũng không có giữ, cũng đưa tiền gì đó mà nó kêu anh là tiền ai nấy xài đi. Vợ bảo thế. Rồi anh thì cũng là đóng nhà trọ rồi để về cho con rồi. Thế còn vợ anh xài cái gì? Thì tiền của nó làm được đó. Không biết, nói chung không biết. Tài khoản có tài khoản đó, rồi làm công ty lấy tiền thì xài hàng tháng. Hai vợ chồng anh ở tại Bình Dương này, mình tối về này là nói chung là có bao giờ ngủ chung với nhau không? Chung là ngủ chung với nhau. Mình vợ có xa cách hay vợ có bao giờ chia sẻ là đừng đụng vào và vợ không? Cũng có. Đó, thế là em hiểu rồi. Nha. Em hỏi đến đây là em đã có cái câu chuyện qua nhà em biết hết rồi. Đúng chưa? Từ anh phải suy nghĩ. Ở đây em không khuyên anh là bỏ vợ, bắt buộc phải bỏ hay không bỏ, hay phải ở là tùy anh. Nhá. Cái này quyền quyết định của anh và của gia đình, sướng khổ cho anh, đúng không ạ? Đó, sinh ra con người ta ai cũng có một cái số phận riêng anh đó, nhưng mà cái số phận là phải tự mình lựa chọn, chứ không phải mình ngồi đó để mình chờ số phận anh ạ. Em chưa có một câu chuyện nào mà có thể chia sẻ nhiều đến như vậy, nên em thấy anh có một cái nhiều điều điểm yếu trong câu chuyện này. Vì vậy cho em cũng khuyên anh là bản lĩnh của một người đàn ông. Anh hiểu từ đó không? Ở ngoài kia còn rất nhiều người tốt, đẹp, không thiếu. Nếu như mà anh mà chơi bời, cờ bạc hay là nhiều vấn đề khác, mà vợ anh đi nó là chuyện khác. Nhưng anh là một người hoàn toàn chịu khó, chịu thương, chịu khó mà cho vợ ở nhà ăn không, chơi, nuôi con, gọi là phụ thôi, đúng không? Nấu cơm, quá sướng, đúng không ạ? Như một hoàng tử hoàng hậu mà vợ là chơi bời cờ bạc, quen người nọ quen người kia mà thiếu 400-500 triệu tiền đá gà đá vịt đá ngan đá ngỗng gì nữa, đá heo đá bò này, em thấy nè, hết nước chấm rồi. Thôi hôm nay anh về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Cái câu chuyện của anh ấy vô cùng dài, càng nói thì mai đến trưa không hết chuyện anh. Ở đây là em nói chuyện với anh rất nhiều nữa, hy vọng là anh em tỉnh táo anh nhé. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Dạ. Anh có thể anh nhắc lại là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Lý Thị Loan. Lý Thị Loan, anh nói chuyện lớn tiếng không? Dạ, Lý Thị Loan. Sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy? Sinh năm 1985. Quê quán ở đâu anh? Ở Chợ Mới, An Giang. Vợ anh bỏ nhà đi là ngày mấy? Ngày 20 tháng 3. Năm 2024? Năm 2024. Xuất phát bỏ nhà đi tại đâu anh? Tại nhà trọ. Tại nhà trọ ở địa chỉ đâu? Nhà trọ ở phường Hồng Đông, Tân Nguyên. Tân Nguyên Bình Dương ha? Tân Nguyên Bình Dương. Yeah. Cái thông tin anh chia sẻ này hoàn toàn có chính xác không anh? Dạ, yeah, chính xác. Rồi, cảm ơn cuộc chia sẻ của anh nhé. Chúc anh thường lộ bình an và chúc anh luôn luôn mạnh khỏe anh nhé. Cảm ơn. Yeah. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn. Đây là cái câu chuyện anh trai hiện nay thì quê gốc thì Chợ Mới An Giang, nhưng sinh sống tại Bình Dương. Hai vợ chồng lên Bình Dương để làm việc. Mục đích chính là kiếm tiền để sinh hoạt cũng như là trả nợ lần cho vợ trong thời gian mà vợ chơi bời. Nhưng đến giờ phút này là vợ bỏ nhà đi mất tích đó, còn rất nhiều điều bí ẩn ở trong câu chuyện này, nhưng mà anh trai vẫn giữ một số bí mật để hy vọng là vợ quay trở về. Thì các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức chị gái này đang sinh sống ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Quân Bình Dương để các anh em này có cái lời khuyên dành cho chị gái, để hy vọng là chị gái suy nghĩ lại để có cơ hội hoặc là quay trở về cùng gia đình, đặc biệt với chồng với con của mình. Dạ, cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.